Thi Nhung xin kính chào quý khán giả của VTV và Radio. Quý vị đang theo dõi phần tin Việt Nam thành đến tỉnh và sau đây là những bản tin chi tiết. Bản tin đầu tiên cập nhật về diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam. Thưa quý vị, Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam vào chiều ngày 4 tháng 11 ghi nhận đã vừa có thêm 3 ca dương tính với nCoV, đều là người nhập cảnh và đã được cách ly ngay tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Các ca nhiễm mới đã nâng tổng số ca nhiễm virus Vũ Hán tại Việt Nam lên con số là 1.206 người. Trong đó, có 1.069 người đã hồi phục, 35 người đã tử vong, số còn lại đang được điều trị. Liên quan đến vaccine COVID-19 do Việt Nam bào chế, mới đây Bộ Y tế cho biết đang xem xét hồ sơ để tuyển chọn người tình nguyện tham gia tiêm ngừa. Chậm nhất là đầu tháng 12, vaccine do Việt Nam sản xuất sẽ được tiến hành tiêm thử trên người. Theo kế hoạch, ở giai đoạn đầu, vaccine thử nghiệm sẽ tiêm cho 20 người. Sau từ 2 cho đến 3 tháng, số người được mở rộng lên con số là 400 người. Được biết Việt Nam là một trong số 42 quốc gia có thể tự sản xuất vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng. Ngoài công ty công nghệ sinh học dược Nanogen, Việt Nam còn 3 nhà sản xuất trong nước đang nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19 và bước đầu cho kết quả khả quan. Bản tin đánh đi từ Cà Mau cho biết đã có 60 học sinh bị ngất xỉu tại trường. Thưa quý vị, có một nữ sinh bị ngất xỉu và sau đó đã có hơn 60 người khác có cùng triệu chứng khó thở và cũng đã ngất xỉu tại một trường học ở Cà Mau. Đại diện nhà trường cho biết các em bị hội chứng tâm lý dây chuyền. Vụ việc xảy ra tại trường Trung học cơ sở thị trấn Thới Bình, Cà Mau vào sáng ngày 4 tháng 11. Được biết sau khi mỗi em được uống một viên canxi, sức khỏe cũng đã ổn định trở lại. Các chuyên gia cho biết hội chứng tâm lý dây chuyền không phải là bệnh lý. Học sinh không phân biệt nam hay nữ cũng có thể rơi vào tình huống này. Các chuyên gia khuyến cáo, giáo viên nếu như nhận thấy có học sinh bị ngất xỉu thì nên đưa ngay em đó vào phòng y tế để nghỉ ngơi, hạn chế để các học sinh khác nhìn thấy bạn bè của mình ngất xỉu và từ đó có thể gây ra âu lo, hoảng loạn, dẫn đến hội chứng tâm lý dây chuyền như vừa nêu. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cũng được yêu cầu nên bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết cho con em mình như vitamin, khoáng chất và canxi. Điện thoại do Trung Quốc sản xuất chiếm hơn 50% tại Việt Nam. Số liệu thống kê cho thấy trong 10 tháng đầu năm nay, Trung Quốc là đối tác lớn nhất, cung cấp điện thoại và linh kiện các loại cho Việt Nam với trị giá nhập cảng đạt 5,41 tỷ Mỹ Kim. Nam Hàn đứng ở vị trí thứ hai và Nhật Bản đứng thứ ba. Một số công ty nghiên cứu thị trường vào hôm 4 tháng 11 cho biết, công ty Xiaomi của Trung Quốc đã vừa công bố trở thành công ty sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ ba trên thế giới, dựa trên số lượng bán ra trên toàn cầu trong tam cá nguyệt thứ ba của năm nay. Tại thị trường điện thoại thông minh của Việt Nam, mặc dù Samsung và Oppo vẫn giữ hai vị trí dẫn đầu số lượng bán ra, thế nhưng các thương hiệu khác cũng đang dần dần mở rộng thị phần như Xiaomi, Vsmart và Realme. Hàng ngàn người dân Phú Yên được di dời trước cơn bão số 10. Vào chiều ngày 4 tháng 11, người dân ở huyện Tuy An, Phú Yên được ghi nhận là đang hối hả khiêng thuyền thúng đưa vào nơi an toàn, chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng để di dời tránh cơn bão số 10. Hiện tại toàn tỉnh này đã có hơn 1.000 gia đình được di dời đến nơi khác an toàn hơn. Tin cho hay, cơn bão số 9 vừa qua đã khiến triều cường dâng cao, sóng đánh băng bờ kè, tràn lên đường bê tông liên thôn và uy hiếp nhiều nhà dân. Do đó, trước thông tin cơn bão số 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Phú Yên. Ngay từ chiều ngày 4 tháng 11, người dân trong làng đã hối hả chuẩn bị tránh trú. Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát để di dời thêm gần 3.000 gia đình tùy diễn biến của bão lũ. Bên cạnh đó, giới hữu trách cũng triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền, các hoạt động trên biển, các lồng bè và các khu nuôi trồng thủy sản. Hàng ngàn mét khối gỗ trôi dạt và lấp kín mặt nước hồ thủy điện Đắc Mi 4. Thưa quý vị, hàng ngàn mét khối gỗ đủ loại được cho là đã trôi dạt trên một khu vực rộng hàng trăm mét vuông thuộc lòng hồ thủy điện Đắc Mi 4 ở huyện Phước Sơn, Quảng Nam sau khi cơn lũ quét qua. Được biết khối lượng gỗ là rất lớn, thuộc nhiều chủng loại và kích cỡ khác nhau. Bên cạnh những cây gỗ tươi vừa bị sạt lở cuốn trôi thì còn có những khúc gỗ có dấu hiệu đã cũ.
một số người dân địa phương đã tìm cách vớt các cây gỗ có giá trị và vớt luôn cả vật dụng của những nhà dân bị lũ cuốn trôi. Trước tình trạng trên, chính quyền tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu lực lượng chức năng nhanh chóng tiến hành việc trục vớt, đồng thời nghiêm cấm người dân tự ý vớt các vật phẩm này. Bởi đây được cho là tài sản của những nhà dân bị cuốn trôi, cần được giữ lại và chờ người dân đến nhận về. Bản tin đánh đi từ Hà Tĩnh cho biết đã có rắn độc bò vào nhà của người dân sau mưa lũ. Dọn dẹp nhà ở lẫn văn phòng làm việc của chính quyền sau khi nước lũ rút đi. Người dân đã phát hiện hàng chục con rắn cạp nia và rắn hổ mang ẩn nấp trong chăn cũng như tủ quần áo. Vào ngày 4 tháng 11, chính quyền huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận thông tin trên và cho biết số lượng rắn độc mà người dân phát hiện lên đến 30 con. Vì lo sợ bị rắn cắn nên khi phát hiện, người dân đã tìm cách giết chết mà không bắt sống. Giới hữu trách địa phương hiện đang khuyến cáo người dân đề phòng khi dọn nhà sau lũ để bảo đảm an toàn. Được biết rắn cạp nia và rắn hổ mang là hai trong những loài rắn cực độc trên trái đất. Chỉ cần một vết cắn của chúng cũng có thể khiến cho nạn nhân không thể hô hấp và tử vong ngay lập tức. Rừng dương ven biển Quảng Ngãi đang được khẩn trương trồng mới để ngăn cặn gió bão. Thưa quý vị, cơn bão số 9 với sức gió giật cấp 15 đã gây thiệt hại nặng nề cho khu vực rừng dương phòng hộ ở ven biển tỉnh Quảng Ngãi. Thống kê cho thấy có hơn 50% rừng dương ven biển bị hư hỏng. Tại hiện trường, những cây dương ngã rạp, bị bẻ gãy hoặc bật gốc nằm ngổn ngang. Người dân cho biết chưa bao giờ nhìn thấy rừng dương tan hoang đến như vậy. Chính quyền địa phương đang lo lắng, mất đi rừng dương đồng nghĩa với việc sẽ mất đi tấm lá chắn để ngăn cản cát và gió, ảnh hưởng trực tiếp đến làng mạc phía bên trong. Do đó, giới hữu trách hiện đang lên phương án trồng mới khẩn cấp nhằm để giảm thiểu gió bão cho các khu vực dân cư. Bắt giữ khẩn cấp người bố dùng dao chém chết con ruột 8 tuổi của mình. Cơ quan điều tra xác định vào rạng sáng ngày 4 tháng 11, Sằng A Thầu, 34 tuổi, trú ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, đã dùng dao chém con ruột khiến cháu bé tử vong ngay tại chỗ. Được biết vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 15 phút sáng cùng ngày. Nạn nhân được xác định chỉ khoảng 8 tuổi. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an đã tiến hành truy xét và kịp thời bắt giữ được đối tượng này. Người dân địa phương cho hay người đàn ông giết con có cuộc sống bình thường, thỉnh thoảng có uống rượu. Cuộc sống của gia đình đối tượng này không có gì bất thường cho đến buổi sáng xảy ra vụ án mạng. Tin cho hay, vợ chồng Sằng A Thầu sinh được 3 người con, trong đó người con lớn bị câm. Người con thứ hai là cháu bé vừa tử vong, bị thiểu năng trí tuệ, và đứa con út được 5 tháng tuổi. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Bản tin đánh đi từ Quảng Ninh cho biết đã có 2 công nhân thương vong trong hầm lò vì lở than. Đang trong ca làm việc, 2 công nhân của công ty than Mào Khê thuộc thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đã bị vùi lấp do than lở. Vụ việc khiến một người tử vong, một người bị trọng thương. Ngày 4 tháng 11, chính quyền tỉnh Quảng Ninh xác nhận thông tin trên và cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày. Nạn nhân tử vong được xác định là ông Nguyễn Đức Lợi, 49 tuổi. Người bị thương là công nhân Nguyễn Xuân Tăng. Được biết vào khoảng thời gian trên, các công nhân đang làm nhiệm vụ đào lò thì bất ngờ than lở khiến cho 2 người bị vùi lấp. Tin cho hay, liên tiếp chỉ trong vòng 1 tháng qua, ngành than tại Quảng Ninh đã xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng khiến cho 5 công nhân bị thiệt mạng. Còn tính từ đầu năm cho đến nay, tại Quảng Ninh đã xảy ra 12 vụ tai nạn lao động thuộc ngành than khiến cho 12 người tử vong. Bản tin đánh đi từ Bình Phước cho biết đã có 2 người tử vong do bị lật xuồng khi đi phóng sinh. 6 người chở theo 6 thùng cá ra giữa sông Bé để phóng sinh thì xuồng bất ngờ bị lật ngang, 4 người thoát nạn, 2 người tử vong. Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 4 tháng 11 tại đoạn sông đi qua xã Long Giang, thị xã Phước Long. Tại đây cả nhóm được cho là đã dùng chiếc thuyền gỗ chèo ra giữa dòng để thả cá. Tuy nhiên, vừa chèo ra cách bờ khoảng 30 mét thì bất ngờ thuyền bị nước tràn vào. Rồi sau đó bị lật úp khiến cho 6 người rơi xuống dòng sông. 4 người may mắn bơi được vào bờ, 2 người mất tích. Nhận được tin báo, giới hữu trách đã có mặt ở hiện trường và tổ chức tìm kiếm. Sau gần nửa giờ lặn tìm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể của 2 nạn nhân. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam thành đến tỉnh của Đài truyền hình Việt TV và Radio.
Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp. Xin kính chào.